dám lại gần quay. Đúng vậy mới hay. Cái bà đăng clip đi uống cà phê tình cờ gặp một chàng trai đang đi. Nghệ sĩ anh không có gì. Em về đăng tới lúc rồi. Chồng cái đẹp cưới nè. Quay đắt tay đẹp kinh vời. Người yêu đi lấy chồng. Anh thấy buồn tình. Chồng đẹp cưới nữa nha. Vô tao đi. Lại mạnh nha.